Thưa quý vị, quá trình chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu cũ sang hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012 trong thời gian qua đã đem lại nhiều lợi ích đối với hoạt động của các hợp tác xã, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, quản lý dân chủ, bình đẳng, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu của hợp tác xã. Đây cũng là một trong những định hướng phát triển khu vực kinh tế tập thể được Đà Nẵng chú trọng những năm gần đây. Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ hợp tác xã chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012 khá cao. Việc chuyển đổi mô hình hợp tác xã tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định, nhất là đối với một số hợp tác xã nông nghiệp, khi vai trò của hợp tác xã sẽ được nâng lên thông qua việc thực hiện tốt các khâu tổ chức sản xuất, mở rộng các dịch vụ, liên kết từ cung ứng sản phẩm đầu vào tới tiêu thụ sản phẩm theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, việc phân bổ vốn góp cũng giúp nâng cao trách nhiệm của các thành viên hợp tác xã trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trước đây thì là có những dịch vụ hợp tác xã quản lý như là dịch vụ cày đất, lòng đất, tưới tiêu, thủy nâm, rồi dịch vụ bảo vệ thực vật, rồi phân bón, vôi các loại. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện nay thì các dịch vụ còn lại, dịch vụ trước đây mà chúng ta làm á, thì bây giờ đã tư nhân hóa, bà con thành viên đã tự đầu tư máy móc để mà về làm dịch vụ cung ứng phục vụ kịp thời cho bà con. Thì đấy, hiện nay thì chúng tôi hoạt động của hợp tác xã chúng tôi chủ yếu là liên kết tiêu thụ các sản phẩm do bà con thành viên sản xuất ra. So với các hợp tác xã truyền thống trước đây thì số lượng thành viên rất đông và nó hoạt động thì nó mang tính đại trà chung. Cho nên khi mà có cái luật hợp tác xã năm 2012 thì hiện nay các hợp tác xã vận hành thêm một cái hợp tác xã kiểu mới, thì trong đó nó năng động hơn, nó tích cực hơn. Các hợp tác xã năng động trên cái lĩnh vực công tác, cái kinh doanh của mình, sản xuất của mình năng động hơn, thì nó tạo ra một cái động lực mới và làm cho các hợp tác xã là chủ động trong công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi khi chuyển đổi, các mô hình hợp tác xã kiểu mới này vẫn còn bộc lộ những hạn chế khó khăn như số lượng thành viên lớn tuổi vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, việc tiếp cận khoa học công nghệ bị hạn chế, khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho khu vực kinh tế tập thể. Mặc dù là Đảng và Nhà nước, chúng ta đã ban hành rất là nhiều nghị quyết như nghị quyết 20 của Trung ương, nghị quyết 39, 34, nghị quyết 72 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tuy nhiên cũng nhờ cấp trên hướng dẫn và đồng hành cùng chúng tôi để mà tiếp cận, để đưa cái nguồn vốn, các cơ chế chính sách để mà bà con nông dân tiếp cận cái nguồn vốn để mà đưa vào sản xuất một cách hiệu quả. Cái hợp xã kiểu mới chúng tôi là chuyển đổi thì rõ ràng có cái khó khăn đó. Thì bây giờ là cán bộ là lớn tuổi, thứ hai là thành viên của hợp tác xã thì đa số cũng lớn tuổi, do đó có việc mà chuyển đổi theo cái hợp xã kiểu mới này là cũng có cái khó khăn trở ngại. Một trong những nguyên nhân chính khiến các hợp tác xã khó tiếp cận là do lâu nay chưa có chính sách cụ thể dành riêng cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã mà chỉ mang tính lồng ghép trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác. Đây cũng là một trong những nội dung mà Liên minh Hợp tác xã thành phố sẽ tập trung tham mưu, đưa ra các giải pháp trong năm nay. Nếu mà trong thời gian sắp tới, thành phố có một cái chủ trương riêng mà để hỗ trợ, mà giúp đỡ cho các hợp tác xã trong việc thành lập mới, rồi về kinh phí, về đất đai, thì tôi nghĩ thì nó sẽ tạo cái động lực mạnh hơn nữa để cho các hợp tác xã phát triển. Thực hiện nghị quyết 20 của Trung ương và chương trình hành động 24 của Thành ủy Đà Nẵng, thời gian đến, Liên minh Hợp tác xã thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp các hợp tác xã nâng cao nhận thức về luật hợp tác xã năm 2012. Đối với các hợp tác xã đủ điều kiện chuyển đổi, Liên minh Hợp tác xã thành phố thực hiện tư vấn, giúp đỡ để các hợp tác xã chuyển đổi theo đúng luật, xây dựng mô hình thí điểm hợp tác xã theo từng lĩnh vực để đánh giá rút kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại cơ sở.